Ngày hôm nay Việt Nam mình cũng vậy, đất nước đã đổi mới phát triển thì chúng ta cần phải có những cái tư duy rộng mở ra để mình học hỏi, để mình phát triển, chứ cứ ngồi đó chờ sung rụng rớt xuống ăn không. Cứ thấy thằng Mỹ, tại sao mà tôi qua Mỹ đời sống tôi cái gì nó cũng vật chất, thì cái gì nhà lầu xe hơi rồi này kia rồi bơ thì dư thừa, sữa thì cũng đầy đủ, thấy mà sao nó không có lý quá. Nhưng mà cái đó, nó tất cả những thứ đó nó đều phải trả cái giá của nó, chứ đâu phải tự nhiên trên trời rớt xuống đâu. Và ngày hôm nay Dạ. như vậy, các bạn muốn hưởng được những cái quyền lợi đó thì chính mình phải đóng góp vào cho quốc gia, mà không chỉ không đóng góp mà cứ đòi hưởng không. Cứ nghe mấy Yeah. thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ nó xuyên tạc, thì bắt đầu nó lên đây nó ca tụng rồi nó hát bài ca con cá, rồi cái mình ngồi đó cái tại sao trời ơi cộng sản ái dân hèn như giặc, thì bao giờ đất nước mình mới mới khá nổi. Yeah. Các bạn nghĩ đi, bao giờ bản thân mình không khá nổi thì làm sao đất nước khá nổi. Cứ ngồi đó mà cứ chờ, là chờ chính phủ làm cái gì đó để cho ăn không à, mà không ăn được bắt đầu tức. Yeah. Tức quyền lợi của mình thì lúc nào cũng phải là number one hết. Đấy, bị cảnh sát công an phạt thì khóc lóc năn nỉ xỉu lên xỉu nó xong rồi bắt đầu tức lên mạng chửi, lên mạng chửi bắt đầu đăng lên Facebook tùm lum hết. Cái đó là cái không có sự phải sự, cái đó là không có văn minh. Bây giờ những cái điều đó là tôi không đồng ý, nhưng mà nói mốt mình thấy mình sai như vậy, tại vì mình bị sai mà người ta mới phạt mình, thì lần sau mình sẽ Dạ rút đúng kinh nghiệm, mình sẽ học hỏi hơn, mình sẽ không hối lộ nữa, và mình phạt, mình kêu okay, mình đồng ý mình phạt và mình sẽ không hối lộ nữa, và mai mốt mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ không phạm luật giao thông nữa. Khi các bạn nghĩ đi, khi mình không phạm luật giao thông nữa thì nó sẽ dẫn lên cái vấn đề gì? Dạ. An toàn giao thông, giảm bớt được tai nạn nè, giảm bớt được số người chết nè, nó giảm thiểu rất là nhiều. Đấy, khi mà mình đạt không được quyền lợi của mình rồi mình tức, bắt đầu mình đổ lỗi tại chính quyền, không 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 có. tại vì những em nói với những người mà họ không hiểu biết họ mới có cái tư tưởng kiểu đó. Tại vì sao? Đơn giản như mình ngồi mình nhìn mình cũng đã thấy được, chứ cần không cần phải ai vạch đường lối cho mình. Đơn giản em nói thôi, cha ông ta ngày xưa chỉ đấu tranh để giành độc lập, rồi có thời gian làm ăn, có đóng góp ngoài chỉ đóng góp sức cho đất nước mà thôi, chứ có đóng góp được một cái gì tài sản cho đất nước đâu. Thì đến ngày Đúng hôm nay rồi, tụi em chào là người thì đương nhiên chắc chắn không nhận được cái gì từ cha ông mình để lại rồi, chỉ cha ông để là cái sức thôi. Còn bây giờ tụi em nè mới là người xây dựng nè, còn con cháu là người sau này mới được hưởng lại những cái chính sách là của em để lại, đó là em có đóng góp ở thuế nè đó, hoặc là em làm một cái ví dụ như thuế thu nhập cá nhân, thì lúc đó em về già em mới có được hưởng. Còn bây giờ mình chưa đóng góp một đồng nào thì mình đòi nhà nước cung cấp cho mình thì cung cấp cái gì? Tiền thì mình đóng vô nó thật chưa đến 1% nữa mà mình đòi lãnh đến 5-6% thì ở đâu thì ra? đó Dạ, ở đâu cứ ra? cứ Em nói cái gì cũng điển hình bây à. giờ một người công nhân lao động thôi, trong đó mà có luôn luôn phải có cái hợp đồng mà bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Cái gì cũng à, mai 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 à, tôi nhưng biết mà hết. không bao giờ muốn đóng, nhưng mà muốn khi mà nghỉ việc rồi đó, thì luôn luôn cứ muốn xách cái sổ bảo hiểm xã hội ra đi lãnh, mà đi lãnh người ta kêu chờ 1 năm thì cũng không chịu, kêu đi lãnh liền. Là anh Đấy, thấy một cái điều đó cái rất gì cũng ư tôi mà, là cái gì cũng mai buồn. mai cái gì tôi. Nên em thấy thật ra không phải riêng bản thân em, không phải là em gọi là, nhưng em thấy ở ở cái người Mỹ họ rất hay là cái chỗ là thật sự là họ buộc mình phải đi làm, chứ không phải là người ta khuyến khích mình đâu, mà người ta buộc mình đi làm để người ta người mình đi làm được tiền rồi người chính phủ mới lấy đồng tiền của mình. Cái hay của người ta là ở cái chỗ đó, có nghĩa bây giờ anh không đó, giống như anh Bình Hồ nói một câu, nếu mà không cố gắng đi làm là một tệ nạn, thì cái này là chính phủ buộc người ta đi làm. Còn ở Việt Nam này thật sự là đất nước còn rất rất khó khăn, chính phủ chưa đến cái làm được cái điều đó, mà người dân là tự mình ý thức mình phải cố gắng mình làm thôi. Chứ còn bây giờ ngồi không đó kêu chờ chính phủ nói xin lỗi đi, em thường thường em dùng sử dụng cái câu là hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Ở dưới sông Mỗi không khi chịu mà bơi, ở dưới sông không chịu bơi mà cứ kêu trời ơi cứu con, trời ơi cứu con, mình không bơi thì làm sao đợi, chứ ông trời ông cứu người khác tới mình chết mất, tại sao mình không chịu bơi?
đó một câu em hay nói ví von kiểu đó. Nên ở đây có những người thôi cái thời của anh cái gì cũng có đi kiếm công ăn việc làm, cái thời mà cái thời bao cấp á, cái thời đó cái gì nó cũng khổ quá. Bây giờ các bạn đã có quá nhiều cơ hội, ở nhiều đứa còn chê nữa. Nhiều khi tôi thuê người làm trả nó 270.000 ngày rồi mà nó còn chê á. Chỉ có hái cà phê rồi nó còn chê á. Cho nên đó. Nó chê, nó kệ nệ. Bây giờ công ăn việc làm nói chung cũng nhiều đâu phải ít đâu. Bây giờ nhiều đứa nó lại sanh tật. Thì tâm sự thôi trai họ lên. Nói chứ bây giờ tôi thấy mấy đứa trẻ bên Mỹ tụi nó sống thực tế và thực dụng lắm. Tôi cũng mong rằng các bạn sẽ sống cho nó thực tế và thực dụng để rằng mình giúp ích cho đời nó tốt hơn. Yeah, thứ nhất là giúp trước cho mình trước hết chứ không phải cho đời nữa. Yeah. Giúp ích cho bản thân mình. Mỗi lần mà tôi đi về Việt Nam đó, tôi ngồi trên chuyến bay tôi thấy một số các bạn trẻ mà người Mỹ đó nha, tụi Mỹ da trắng á, hai thằng nó đi vô Việt Nam hỏi tụi bay đi đâu vậy, nó nói vô Việt Nam chơi, hỏi tại sao vậy, nó tao thích, tao muốn qua học hỏi và tìm hiểu, nó vậy sao, còn trẻ măng à, đấy, yeah. nó rất là thích, nó thích cái lối sống văn hóa, nó vào để đặng nó tìm hiểu, người tụi trẻ Mỹ nó sống nó lúc nào nó cũng adventure, các bạn biết nó explore, nó đi nó thích mạo hiểm và nó đi tìm hiểu những cái gì mới 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 cái gì lạ để đặng nó học hỏi. Thì ngày hôm nay các bạn trong nước tuổi trẻ các bạn có rất nhiều cơ hội, hãy cố gắng lên chứ đừng có ngồi đó mà cứ chờ chính phủ mới làm gì cho mình. Thấy người bên Mỹ nghe mấy ông mà chống cộng cực đoan bên đó mấy ông ca bài ca con cá thì mình nào là phúc lợi xã hội thế này nọ, các bạn biết biết bao nhiêu người khác, hàng triệu hàng trăm triệu người khác, người ta phải đóng vào trong những cái phúc lợi đó để có được cho những người khác hưởng, họ phải nai lưng ra họ làm chứ đâu phải giỡn. Đi các bạn nghĩ đi, khi đồng thuế họ đóng từ 22% cho đến 39% tiền thuế trong đó, cái đó tôi chỉ nói là thuế lợi tức thôi đó, chưa nói đến những cái thuế khác. Các bạn biết người Mỹ họ trả gần 100 các loại thuế và lệ phí chứ không phải ít đâu, thuế chồng thuế, phí chồng phí. Đấy. Ngay cả tôi nói làm hộ chiếu bây giờ, hồi xưa tôi nhớ là chỉ có khoảng chừng 15 là 10 năm về trước thôi, làm chỉ có 60 đô, 55 đô một cái hộ chiếu thôi. Bây giờ nó đã tăng lên 110 đô rồi. Đấy. Giá nói 110 đô trở lên cho đến 160. Chứ phải ít đâu, cái gì nó cái tại vì trong cái xã hội cái gì nó cũng có cái sự biến đổi của nó. Chứ mình không có thể nào mà nó cứ giống vậy hết. Cái ngày xưa nói tôi khi cái gì mình cũng đòi nó giống nha, giống không à, thì bao giờ mình mới khá nổi. Lên mạng xã hội cũng vậy, có được mạng xã hội bắt đầu lên trên đó rồi học hỏi những cái hư tật xấu không? Cái hay không học mà cứ học những cái xấu. Ai mà nói về cái vấn đề mà tiêu cực xã hội thì bắt đầu nhảy theo vô không phân tích, mình không phân tích mà lên nghe thấy người ta nói từ đầu cảm thấy nhảy vô. Đã đảo lời mình, chúc sức lời mình. Nên, đã đảo lời mình, đã đảo chúc sức lời mình, chúc sức. Nhìn cho mình phải xem sự việc đó. Dạ, phải xem sự việc nó như thế nào chứ đâu phải như thế được. Nên em mới nói là có ai lên nói không? Có ai lên nói chút mình ăn cá đói bụng quá. Dạ rồi, ok anh. Để anh ăn cá đói bụng quá. Rồi dạ, lên okay. Nói tiếp. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Rồi chúc anh ăn con mẹ nhé. Bye bye Dương.